Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng, vận số gặp được Quan Ấn sinh thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tạo thành bố cục Tý Sửu tương hợp, Quan Ấn tương sinh. Bạn năm nay đã 61 tuổi, lúc này sự nghiệp và tài vận sẽ có chiều xuống dốc. Tổng quan. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tạo thành bố cục Tý Sửu tương hợp, Quan Ấn tương sinh. Bạn năm nay đã 61 tuổi, lúc này sự nghiệp và tài vận sẽ có chiều xuống dốc. Đây là hiện tượng bình thường trong quy luật cuộc sống. Về tình cảm và sức khỏe thì sẽ hướng tới mặt tốt để phát triển. Sự nghiệp tuổi Canh Tý xuất hiện tình trạng chuyển biến rõ nét. Ở giai đoạn nghỉ hưu này bạn nên lấy việc nghỉ ngơi làm chủ. Tài vận bình thường, vận tài chính ổn định, cuộc sống đủ đầy. Năm Tân Sửu không thích hợp với việc đầu tư, chơi các trò chơi may mắn về tiền bạc. Về mặt tình cảm thì thuận lợi, cảm xúc sâu sắc, nhưng với nữ mạng thì nên lưu ý sự thay đổi trong quan hệ với con cái. Về sức khỏe, nữ mạng tuổi Canh Tý cần thận trọng, nên chăm tập thể dục và khống chế cảm xúc thật tốt. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng vốn thông minh lanh lợi, dễ được người khác yêu chiều nên năm Tân Sửu 2021 sẽ được Thái Tuế yêu ái. Đối mặt với khó khăn bạn cần giữ thái độ bình tĩnh. Hạn chế tính cách lại ỷ lại, suy nghĩ không được độc lập, dễ thay đổi. Nhưng tính tình yếu nhược lại có ưu điểm là bao dung hơn, chịu khó chịu khổ. Nhưng vẫn đẩy trách nhiệm của mình lên vai người khác, khiến bản thân rước vào hậu họa. Thái Tuế có thiên không hung tinh đại diện cho tính cách yếu nhược, không có chủ kiến, ý chí không kiên định khiến vận thế xuống dốc. Sao chiếu mệnh. Thái Bạch. Tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng có sao chiếu mệnh là Thái Bạch. Người bị sao Thái Bạch thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có cát, có hung. Nữ mạng Canh Tý thì gặp nạn về sức khỏe, hay đau ốm. Vận sự nghiệp, tiền bạc thì thận trọng họa tiểu nhân và cạnh tranh cao. Hóa giải. Người tuổi Canh Tý nữ mạng mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch dùng 8 đèn cầy, nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang. Quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái, Tây phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Hướng xuất hành. Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì tuổi Canh Tý có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu. Có nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền, có người bắt đầu sáng mùng 1 Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 Tết, mùng 5 tùy hoàn cảnh cụ thể. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 tốt nhất tuổi Canh Tý. Ngày mùng 1 Tết, thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết, Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Đông Nam, Tây Bắc ngày mùng 5 Tết, thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam. Tuổi xông nhà. Đầu năm chủ nhà tuổi Canh Tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi Năm Kỷ Sửu, Ất Tỵ, Tân Sửu, Mậu Thân đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đẩy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Về phương diện sự nghiệp, gặp Quan Ấn. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng mặt sự nghiệp gặp Quan Ấn tương sinh. Cát tinh Bản An đem tới vận tín hiệu tốt cho đường học hành. Tý Sửu lục hợp khiến công việc hợp tác gặp thuận lợi. Tuy nhiên do tuổi tác đã cao lại đã nghỉ hưu nên sự nghiệp không có dấu hiệu thăng tiến. Năm nay người tuổi Canh Tý không nên lao lực vất vả vì công việc nữa. Một mặt do con cái ngăn cản, mặt khác do tuổi đã cao, sức đề kháng không còn được như trước. Tuy nhiên nữ mạng Canh Tý vẫn một lòng muốn phấn đấu, lại không thích ngồi không. Vậy năm 2021 có thể thử bán hàng nho nhỏ, có thể không thu về thành công lớn nhưng ít nhất không khiến bạn nhàn rỗi. Về phương diện tình cảm. Lục hợp. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng mặt tình cảm không gặp họa hạn gì lớn. Vì Thái Tuế không phải đào hoa tinh nhưng hình thành vận lục hợp. Chuyện tình cảm đã qua phân nửa cuộc đời, đôi bên càng thêm thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng tình cảm với con cái lại có phần yếu đuối, mỏng manh. Bạn nên nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với con cái của mình. Con cái cũng nên dành thời gian ở bên cha mẹ mình, vào các dịp lễ quây quần bên nhau sẽ giúp tình cảm thêm nồng ấm. Thất sát. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng mặt bình an có thiên ấn lộ ra là cát tinh. Bố cục này giúp người này hóa giải các nguy cơ hung hiểm trên đường. Hung tinh thất sát đe dọa mặt sức khỏe, áp lực nhiều. Công việc dù không phải lao lực nữa nhưng suy nghĩ nhiều cũng khiến bạn hoang mang, dễ suy sụp. Tử vi chi tiết từng tháng trong năm 2021 tuổi Canh Tý nữ mạng sinh năm 1960. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021. Dự báo, cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với Thái Tuế Sửu Thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở. Có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo, từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi Tý sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch. Dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Dự báo, mọi việc không được trì trệ, thị phi không tha cho ai. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 2 âm lịch có thực thần là Mão Mộc không có quan hệ gì với Thái Tuế Sửu Thổ. Thiên can tháng đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn. Nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có chốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự báo, quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa. May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp. Có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tức năm Tân Sửu, Tý Sửu làm nổi bật quan hệ lục hợp đem tới nhiều điều may mắn. Đây là một năm mà vận số tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Dự báo, vất vả tiền tài, tình cảm lên hương. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 4 âm lịch. Tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của Thái Tuế tương sinh. Nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với Thái Tuế. Người tuổi Tý có nhiều quý nhân che chở, bản thân chiếm ưu thế trong công việc. Đường thi cử thuận, có lợi cho cầu công việc. Mặt hợp tác làm ăn tốt, tài vận có điểm khả quan. Nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả, bôn ba. Nam mạng gặp chuyện tốt về tình cảm. Biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Tháng 5 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc chịu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại Thái Tuế lại thêm Tý mạng tương xung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp. Nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn. Người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càn không được tham lam, bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế. Nguyệt lệnh tương xung Thái Tuế, mạng chủ tương hại Nguyệt lệnh. Có thể thấy bạn sẽ có một tháng 6 khó khăn trùng trùng. Công việc không thuận lợi, nhiều áp lực, bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, nhiều quy định. Về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn, nên bản thân không nên quá cố chấp, cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động. Nếu không, áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề. Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. Tháng 7 âm lịch. Dương lịch từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Dự báo, sinh khí sinh tài, học cách tiêu tiền. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp. Cùng nguyệt lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với Sửu thổ. Nhưng mạng Tý thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi. Tháng này người tuổi Tý có lợi cho việc hợp tác làm ăn, quý nhân giúp đỡ, tốt cho đường thi cử học hành. Làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân. Tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ. Tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra, không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch. Dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu Sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa cát. Đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực bản thân thì hơn. Khi làm việc không nên quá tính toán, được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Người tuổi Tý sẽ được quý nhân che chở, cải thiện vận sự nghiệp. Mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn. Mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh. Quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp. Dễ được nâng đỡ và quan tâm. Tháng 9 âm lịch. Dương lịch từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh. Vận sự nghiệp người tuổi Tý sẽ đối diện với chút sóng gió, nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng, nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng. Tháng này người tuổi Tý nên tìm công việc mới, có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút, người tuổi Tý phải tự mình điều chỉnh sớm. Tháng 10 âm lịch. Dương lịch từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Dự báo, tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, nguyệt lệnh và thái tuế không chung chí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí, thông minh nhanh nhạy hơn. Ứng phó khéo léo trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công. Nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây họa tiêu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dự báo, tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng. Nguyệt lệnh tương hợp thái tuế thuận lợi cho mạng chủ Tý thủy. Sự nghiệp tháng này của Tý rất tốt, có điểm lên chức. người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi Tý cũng nên tích cực chủ động, không được ỷ trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử, tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực. Được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch. Dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và Thái Tuế cùng tương sinh Tý Thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc nhiều việc bận rộn. Người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc, ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt nhiều người để ý, tán tỉnh. Nam mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận. Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nữ mạng. Mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn có một năm mới Tân Sửu bình an hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.